Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh 1% mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề rất quan trọng trong hành trình tự phát triển của mỗi người, đó là cách vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Nếu bạn từng cảm thấy thiếu tự tin vào khả năng của mình hoặc cảm thấy không chắc chắn về chính mình, video này chính là dành cho bạn. Nghi ngờ bản thân là một hiện tượng tâm lý phổ biến mà nhiều người trải qua ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Đây thường là dấu hiệu của việc thiếu tự tin vào khả năng của chính mình, và điều này có thể gây cản trở cho sự phát triển và thành công cá nhân. Vượt qua sự nghi ngờ bản thân là một bước quan trọng trên hành trình xây dựng sự tự tin và hoàn thiện bản thân. Dù rằng sự nghi ngờ bản thân có thể ăn sâu vào tâm lý của con người, nhưng vẫn có thể vượt qua nó thông qua việc tự nhận thức, chấp nhận bản thân và nỗ lực cải thiện chính mình. Bước đầu tiên để vượt qua sự nghi ngờ bản thân là nhận ra và thừa nhận sự hiện diện của nó. Nhiều người thậm chí không nhận ra rằng những suy nghĩ tự phê bình và tiêu cực của mình bắt nguồn từ sự nghi ngờ bản thân. Bằng cách nâng cao nhận thức về những suy nghĩ và cảm xúc này, chúng ta có thể bắt đầu thách thức và thay đổi chúng. Quá trình tự xem xét và suy ngẫm này là cần thiết để xây dựng sự tự nhận thức và hiểu rõ những niềm tin cơ bản dẫn đến sự nghi ngờ bản thân. Chấp nhận bản thân là một phần quan trọng khác trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Chấp nhận bản thân có nghĩa là thừa nhận cả điểm mạnh lẫn điểm yếu và hiểu rằng sự không hoàn hảo là điều bình thường. Bằng cách thực hành lòng từ bi và tử tế với chính mình, chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng tự trọng và cảm giác giá trị bản thân. Hình ảnh tích cực về bản thân này có thể giúp chống lại những nhận thức tiêu cực về chính mình khiến chúng ta nghi ngờ bản thân. Việc tự cải thiện cũng là chìa khóa để vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Đặt ra các mục tiêu thực tế và nỗ lực hướng tới sự phát triển cá nhân giúp chúng ta xây dựng niềm tin vào khả năng và tài năng của mình. Quá trình tự cải thiện này có thể bao gồm việc học các kỹ năng mới, tìm kiếm phản hồi và sự hỗ trợ từ người khác, và thử thách bản thân để ra ngoài vùng an toàn. Khi vượt qua những giới hạn tự đặt ra, chúng ta có thể đạt được cảm giác làm chủ và năng lực. Điều này sẽ nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác là một bước quan trọng nữa trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Bạn bè, gia đình, người cố vấn và nhà trị liệu có thể cung cấp lời động viên, xác nhận và hướng dẫn khi bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân. Bằng cách chia sẻ khó khăn và tổn thương với những người đáng tin cậy, chúng ta có thể nhận được quan điểm, cái nhìn sâu sắc và sự đồng cảm. Điều này giúp giảm bớt cảm giác cô lập và thiếu thốn. Xây dựng một mạng lưới hỗ trợ từ những người hiểu biết và đầy lòng nhân ái có thể mang lại cảm giác kết nối và thân thuộc, giúp chống lại cảm giác thiếu tự tin. Liệu pháp hành vi nhận thức là một phương pháp trị liệu hữu ích trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Nó giúp chúng ta xác định và thách thức những kiểu suy nghĩ và niềm tin tiêu cực gây ra sự nghi ngờ bản thân. Bằng cách tái cấu trúc những suy nghĩ lệch lạc và thay thế chúng bằng những suy nghĩ cân bằng và thực tế hơn, chúng ta có thể thay đổi nhận thức về bản thân và khả năng của mình. Liệu pháp này cũng dạy các kỹ năng đối phó và kỹ thuật thư giãn để kiểm soát căng thẳng và lo lắng. Những vấn đề này thường trở nên trầm trọng hơn do sự nghi ngờ bản thân. Tự chăm sóc bản thân là một yếu tố quan trọng khác trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Chăm sóc sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần là rất cần thiết để xây dựng khả năng phục hồi và sự tự tin. Tham gia vào các hoạt động mang lại niềm vui và sự thỏa mãn như tập thể dục, thực hành chánh niệm, theo đuổi sở thích và giao tiếp xã hội có thể nâng cao lòng tự trọng và giá trị bản thân. Đặt ra ranh giới và ưu tiên việc chăm sóc bản thân giúp chúng ta thiết lập cảm giác tự chủ trong cuộc sống. Điều này chống lại cảm giác bất lực và bất an. Thực hành chánh niệm và thiền định cũng có thể hỗ trợ trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Bằng cách trau dồi nhận thức về thời điểm hiện tại và chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phán xét, chúng ta có thể phát triển cảm giác bình thản và bình yên nội tâm. Thực hành chánh niệm giúp chúng ta quan sát và giải phóng những lời tự phê bình tiêu cực, từ đó giảm bớt sự nghi ngờ bản thân. Thực hành này thường xuyên có thể xây dựng khả năng phục hồi và trí tuệ cảm xúc, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và thất bại một cách tự tin hơn. Viết nhật ký là một công cụ hữu ích khác trong việc vượt qua sự nghi ngờ bản thân. Ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của mình có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân gây ra sự nghi ngờ và tự phê bình. Bằng cách nhận diện các mô hình và nguyên nhân của sự nghi ngờ bản thân,
chúng ta có thể phát triển các chiến lược để quản lý và vượt qua những thách thức này. Viết nhật ký cũng là một hình thức thể hiện bản thân, giúp khẳng định tiếng nói và quan điểm cá nhân khi đối mặt với sự nghi ngờ và không chắc chắn. Tóm lại, vượt qua sự nghi ngờ bản thân là một quá trình nhiều mặt và liên tục, bao gồm việc tự nhận thức, tự chấp nhận, nỗ lực cải thiện bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, thực hành chánh niệm và chăm sóc bản thân. Những bước này có thể giúp chúng ta xây dựng sự tự tin và đạt được sự hoàn thiện bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn vượt qua sự nghi ngờ bản thân và xây dựng sự tự tin vững chắc hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhất từ chúng tôi.